Chúng ta đang ở Hải Đăng Cô Tô. Đây là nơi đầu tiên của cực Bắc của Tổ quốc. Khi mà mọi người, các tàu thuyền nhìn thấy ngọn hải đăng này, tức là đã vào đến lãnh thổ của Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến thăm ngọn hải đăng Cô Tô này. Dưới này là toàn cảnh của sân. Con đường này là chúng ta đi lên này, lát nữa đi xuống xe con đường này. Đi lên đây thì không có chỗ quay xe điện, cho nên là mọi người phải đi bằng xe ôm. Giá vé xe ôm là 40.000 đồng cho khứ hồi. Đây là một số du khách vừa dừng xe ở đây, xuống xe và mọi người đang nghỉ để chờ để đi lên thăm ngọn hải đăng. Chào các bác nhá. Những người trông coi ở đây họ còn nuôi cả chó này, các cháu bé thì cũng nên nên thăm hải đăng này, rất là vui. Bây giờ là chúng ta bắt đầu đi lên nhá. Bây giờ mới ăn sáng rồi. Và có lẽ những người ở đây người ta cũng không muốn xuất đầu lộ diện, hiện khuôn mặt, vì đây là đảo Tiền Tiêu, có nhiều những cái nó thuộc về an ninh. Chúng ta lên tầng 3, người ta cũng chỉ cho phép là tham quan ở đây đến tầng 3 thôi, không cho lên trên tháp. Tuy nhiên thì không gian ở tầng 3 có lẽ là cũng rất là rộng rãi rồi, để cho mọi người đi được rồi. Đây là các du khách, một đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh đang đến đây và tăng nghiệp ở đây. Rất nhiều nghệ sĩ. Vâng, bây giờ là tôi sẽ cho mọi người xem xung quanh, tham quan toàn bộ không gian xung quanh của ngọn hải đăng. Xa xa dưới kia là cánh đồng lúa đang chuẩn bị chín vàng. Rất xa, ngoài xa kia, ở giữa trung tâm màn hình là một cái tàu cảnh sát biển. Một tàu hải cảnh. Vâng, đứng ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy gần như toàn bộ không gian xung quanh đảo. Các du khách đang chụp ảnh như kỷ niệm. Anh đang làm chi? Nào, chúng ta lại đi tiếp nhá. Đây là hình ảnh của cái tháp này, cái tháp rất cao. Đấy, đứng ở đây nó sẽ chiếu được không? Vâng, nó chiếu cho tàu thuyền biết rằng đây là người ta đã đến được lãnh thổ hải phận của Việt Nam. Bây giờ mới chỉ là hơn 7 giờ sáng thôi, 7 giờ 10 năm thôi, nhưng mà mặt trời đã rất là lên, rất là cao, nắng chói chang, rất nắng, xung quanh đều là biển. Lúc này thì thủy triều nó xuống, cho nên cái bãi đằng trước mặt các bạn nhìn thấy kia rất cạn, đây là một cái bãi lầy ngập mặt, và bây giờ nước nó xuống rất là cạn, thở hết cả bãi rồi. Vâng.
Đấy, như vậy là chúng ta đã đi hết một vòng xung quanh của ngọn hải đăng. Ở trên này thì người ta sử dụng điện, lắp đặt hệ thống điện mặt trời, điện năng lượng mặt trời để lấy điện cung cấp cho thiết bị. Các bạn nhìn thấy đây là hệ thống điện cung cấp cho trạm hải đăng. Hệ thống điện này có lẽ thiết kế cũ rồi, nó không có hệ thống tự động định vị để quay đo nắng mặt trời. Vâng, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đang tác nghiệp rất là say sưa. Mọi người đang tranh thủ ghi lại những hình ảnh của mình ở trên. Không gian nó chật chội nên là mọi người phải nhường nhau để chụp. Mỗi người chụp lên một lát thì xong rồi ra để người khác lại vào. Đúng rồi. Thế thì đã thế thì chúng ta chụp cùng với nhau nhỉ? Đứng gần vào với nhau để chụp cùng với nghệ sĩ một tí thế nào? Đấy, chụp cùng với nghệ sĩ đấy. Nhưng mà chú ý là cái cột thu lôi ở đằng sau nhá. Sướng nhỉ? Tạm biệt.